Chiều ngày 30 tháng 8, Đoàn Thanh niên Phường Phú Liễn tổ chức chương trình khánh thành hai công trình thanh niên, không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đoàn đội và nhà vệ sinh cho em tại trường trung học cơ sở Bắc Hà. Tới dự có đại diện Đoàn Thanh niên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Đoàn Thanh niên Sở Ngoại vụ thành phố, Chi đoàn Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hải Phòng, quận Đoàn Kiến An. Phòng thư viện của trường trung học cơ sở Bắc Hà có tủ sách đã sử dụng từ lâu bị mọt, bong chóc, có nguy cơ bị sập, rất nguy hiểm cho việc sử dụng. Nhà vệ sinh khu vực cách biệt phía sau dãy phòng học của trường ngăn cách bởi các bức tường cũng đã cũ. Sau khi nhận được sự đồng ý về chủ trương của Ban Thường vụ Quận đoàn Kiến An, Đảng ủy Phường Phú Liễn và Ban Giám hiệu trường trung học cơ sở Bắc Hà, từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2022, đoàn phường đã tổ chức phát động và vận động cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia ngày công để dọn khu vực nhà vệ sinh và phòng thư viện của trường trung học cơ sở Bắc Hà, và đặc biệt được sự quan tâm tạo điều kiện của Đoàn Thanh niên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Chi đoàn Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng, Đoàn Thanh niên Sở Ngoại vụ thành phố hỗ trợ kinh phí là 15 triệu đồng. Sự hỗ trợ của Đoàn trường Đại học Hải Phòng, Câu lạc bộ Mỹ thuật đã thiết kế nội dung và thi công công trình nhà vệ sinh cho em. Hai công trình đã được hoàn thiện. Với công trình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đoàn đội giúp các em học sinh giữ gìn nét đẹp của văn hóa đọc, hiểu được tầm quan trọng của sách báo và tri thức trong đời sống và trong học tập. Đối với công trình nhà vệ sinh cho em, sau khi được chỉnh trang bằng những gam màu tươi sáng, đã tạo diện mạo mới, tạo cảm giác thân thiện gần gũi với học sinh. Nhân dịp chào đón năm học mới 2022-2023, mừng Tết Trung Thu sắp đến, Đoàn Thanh niên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Đoàn Thanh niên Sở Ngoại vụ Hải Phòng, Chi đoàn Cục Quản lý Thị trường thành phố đã trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Trung học Cơ sở Bắc Hà. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ phường Phú Liễn chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỷ niệm 28 năm ngày thành lập quận Kiến An, chào mừng thành công Đại hội đoàn thành phố lần thứ 14.